Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo truyền thông Mỹ, nhiều cử tri ở bang Kentucky đang than phiền về việc nhiều máy bỏ phiếu tại các điểm bầu cử thuộc quận Jefferson gặp trục trặc. Theo tạp chí Courier của Mỹ, việc một số máy bỏ phiếu ở quận Jefferson gặp trục trặc đã ảnh hưởng tới thời gian của các cử tri bang Kentucky có mặt tại những địa điểm bỏ phiếu như trường trung học phổ thông Jefferson Town và trung tâm cộng đồng Bismarck. Quan chức Ashley Tinius, người phụ trách truyền thông của văn phòng thư ký quận Jefferson, sau đó nói rằng nguyên nhân khiến sự cố xảy ra với máy bỏ phiếu là do bản cập nhật phần mềm toàn hệ thống của sổ bỏ phiếu điện tử. Bà Tinius cho biết, hoàn toàn không có chuyện các máy bỏ phiếu không hoạt động bởi chúng đang làm việc, các thiết bị đó chỉ chạy chậm hơn mong đợi của chúng tôi. Tuy nhiên, vị quan chức này không nêu thời điểm các máy bỏ phiếu sẽ hoạt động hết công suất và chỉ nói rằng một số máy đã hoàn tất việc cập nhật phần mềm và hoạt động bình thường, trong khi một số máy khác vẫn chạy chậm và bị lag. Trong khi đó, Tổng thư ký bang Nevada Francisco Aguilar đã bày tỏ lo ngại về số lượng phiếu bầu bị từ chối do chữ ký không khớp ở các quận Clark và Wasu. Theo quy định, chữ ký trên phong bì chứa phiếu bầu gửi qua thư ở Nevada khớp với chữ ký trong cơ sở dữ liệu cử tri. Bất kỳ sự không trùng khớp nào về chữ ký đều cần phải được xác minh. Tờ New York Times đưa tin, nhà chức trách Nevada đã phát hiện hơn 11.300 phiếu cần được xác minh ở hạt Clark và hơn 1.800 phiếu ở hạt Wasu. Ông Aguilar đã nhắn tin cho các cử tri cần xác minh chữ ký trước khi phiếu bầu của họ có thể được kiểm đếm. Hạn chót cho quá trình này là ngày 12 tháng 11. Theo The Hill, trên mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Trump nói rằng có tin đồn về gian lận ở Philadelphia, một thành trì của đảng Dân Chủ tại bang chiến trường quan trọng, Pennsylvania. Ông Trump cho hay, nhiều tin đồn về gian lận hàng loạt ở Philadelphia, lực lượng thực thi pháp luật sẽ đến. Tuy nhiên, ông không cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể hoặc bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố của mình. Sở cảnh sát Philadelphia nói với hãng tin CNN rằng họ không biết ông Trump đang ám chỉ đến điều gì trong bài đăng trên mạng xã hội về cáo buộc gian lận quy mô lớn, đồng thời không biết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc bỏ phiếu trong bầu cử Mỹ. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra giữa lúc hàng triệu cử tri đang bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ trong ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Ông Trump kêu gọi các cử tri giữ nguyên hàng ngũ và bỏ phiếu. Ông Trump viết trên mạng xã hội Đảng Cộng Hòa, chúng ta đang làm rất tốt, hãy giữ nguyên hàng ngũ, đừng để họ lay chuyển bạn, hãy giữ nguyên hàng ngũ và đi bầu. Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa cũng đã phát động một chiến dịch có tên là bảo vệ phiếu bầu, kêu gọi công dân Mỹ xếp hàng bỏ phiếu dù có bất kể điều gì xảy ra. Các chuyên gia về bầu cử và thông tin sai lệch Mỹ vừa qua cho biết, những thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm mà tỷ phú Elon Musk nói về bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đã thu hút 2 tỷ lượt xem trên mạng xã hội X trong năm nay. Song song với đó, cơ quan này cũng nhận định mạng xã hội của nhà sáng lập Tesla đóng vai trò trung tâm trong việc tạo điều kiện phát tán thông tin sai sự thật về các bang chiến trường có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử. Theo đó, báo cáo của Trung tâm chống thù hận trên nền tảng số cho biết, ít nhất 87 đoạn đăng của tỷ phú Elon Musk trong năm nay đưa ra có chứa những thông tin về bầu cử Tổng thống Mỹ mà các bên kiểm chứng phát hiện là sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm, nhưng đã thu hút 2 tỷ lượt xem. Đáng chú ý, bà Kathleen Carley, giáo sư về khoa học máy tính tại Đại học Mellon Carnegie và là chuyên gia về thông tin sai lệch cho biết rằng việc tiếp cận gần 203 triệu người theo dõi giúp tỷ phú này thực hiện mạng hiệu ứng, nghĩa là nội dung trên mạng xã hội X có thể nhảy sang các mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin như Reddit và Telegram. Điển hình như tại Pennsylvania, một trong 7 bang chiến trường, một số người dùng mạng xã hội X dựa vào các trường hợp nhân viên bầu cử địa phương không xử lý các phiếu đăng ký cử tri chưa hoàn thiện để cho rằng đây là ví dụ của hành vi can thiệp bầu cử, các quan chức của bang cho biết. Về vụ việc, Chiabara, công ty dùng trí tuệ nhân tạo AI để phát hiện thông tin sai lệch trên mạng xã hội cho biết, một tài khoản mạng xã hội X với 117.000 người theo dõi đã đóng vai trò trung tâm trong hỗ trợ phát tán một video giả mạo để khẳng định các lá phiếu gửi qua thư bầu trong Donald Trump bị phá hủy ở Pennsylvania. Kể từ khi tiếp quản mạng xã hội Twitter, sau đó đổi tên thành X, tỷ phú Elon Musk đã thay đổi hệ thống kiểm soát nội dung và sa thải hàng ngàn nhân viên. Người đàn ông giàu nhất thế giới cũng đang tích cực ủng hộ ứng cử viên Donald Trump trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng. Được biết, tài khoản X của ông Musk đã trở thành kênh tuyên truyền cho chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump. Kể từ khi công khai ủng hộ ông Trump, tỷ phú Elon Musk đã đăng ít nhất 109 lần về ông Trump và cuộc bầu cử, dù trước đây ông Elon Musk nói rằng nền tảng này phải trung lập về mặt chính trị. Với sự ủng hộ cuồng nhiệt, nếu ông Trump đắc cử, tỷ phú Elon Musk cũng có thể tận hưởng quyền lực gia tăng. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã hứa trao cho ông Musk vị trí đứng đầu một ủy ban về hiệu quả của chính phủ nếu đắc cử. Ông Trump cũng từng tuyên bố rằng bộ óc thiên tài của ông Musk sẽ cố vấn cho Nhà Trắng về trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó, ông Musk cũng có thể mong đợi việc duy trì hoặc thậm chí tăng cường các đơn vị hàng chính phủ cho công ty SpaceX của vị tỷ phú này, cũng như chính sách ưu ái đối với Tesla. Ngày 5 tháng 11 là ngày cử tri Mỹ chính thức bỏ phiếu bầu Tổng thống, song cuộc bầu cử thực tế bắt đầu từ nhiều ngày trước, khi cử tri có thể bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc qua thư. Hình thức bỏ phiếu sớm giúp cử tri tránh gặp rắc rối vì thời tiết xấu, tránh phải xếp hàng dài hoặc bật lịch trình cá nhân vào ngày bầu cử. Ước tính hơn 74 triệu cử tri Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu sớm. Phiếu bầu kiểu này sẽ được lưu trữ và không được kiểm cho đến ngày bầu cử. Một số bang yêu cầu quan chức phải đợi đến khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa mới bắt đầu làm việc. Ngoài đi bỏ phiếu trực tiếp, cử tri ở hầu hết các bang của Mỹ cũng có thể bỏ phiếu vắng mặt. Với hình thức này, cử tri yêu cầu giới chức gửi lá phiếu trước qua đường bưu điện. Cử tri lựa chọn ứng viên trên phiếu, bỏ vào phong bì bảo mật và tiếp tục cho vào trong một phong bì. Họ phải ký vào bản tuyên thệ bên ngoài phong bì. Giờ mở cửa của các điểm bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11 phụ thuộc vào quy định của từng bang. Do Mỹ có nhiều múi giờ khác nhau, nhiều bang Mỹ còn cho phép các hạt và thành phố tự ấn định. Ở một số khu vực của Vermont, cử tri có thể bỏ phiếu từ 5 giờ sáng. Tại một thị trấn của New Hampshire, người dân thậm chí đi bầu từ nửa đêm, ngay khi bước sang ngày 5 tháng 11. Trong khi đó, tại nơi khác cũng thuộc New Hampshire, cử tri phải chờ đến 11 giờ trưa. Theo đài BBC, thông thường, phiếu bầu trực tiếp vào ngày bầu cử được kiểm trước, sau đó là các phiếu bầu sớm và qua thư, kế đến là các phiếu bị khiếu nại và cuối cùng là phiếu của cử tri ở nước ngoài và quân đội. Các quan chức bầu cử địa phương sẽ xác minh, xử lý và kiểm đếm từng lá phiếu. Việc xác minh phiếu bao gồm so sánh số lượng phiếu đã bầu với số lượng cử tri thực tế, loại bỏ, mở ra và kiểm tra từng lá phiếu xem có bị rách, vết bẩn hay hư hỏng nào không, tiến hành điều tra nếu phát hiện bất kỳ sự nghi ngờ nào. Việc kiểm phiếu được thực hiện bằng cách đưa từng lá phiếu vào các máy quét điện tử để tính toán kết quả. Trong một số trường hợp, phiếu bầu sẽ được đếm thủ công hoặc kiểm đếm lại. Mỗi bang đều có quy định nghiêm ngặt về việc ai có thể tham gia vào quy trình kiểm phiếu, thứ tự xử lý phiếu, phần nào sẽ công khai cho công chúng và vai trò của các quan sát viên từ các đảng phái trong việc giám sát và can thiệp vào quy trình kiểm phiếu. Giáo sư tại Đại học Ohio và thành viên phòng nghiên cứu bầu cử MIT, Ted Allen, cho biết trước khi bỏ phiếu và sau khi bỏ phiếu hoàn tất, máy bỏ phiếu đều được cất giữ ở nơi an toàn dành riêng cho quan chức bầu cử. Trong thời gian bỏ phiếu, các máy này luôn được giám sát để đảm bảo không bị truy cập trái phép. Giữa lúc bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang cạnh tranh quyết liệt để giành chức Tổng thống Mỹ, Guardian nhận định có một yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng tới cục diện chung là phiếu bầu cho ứng viên bên thứ ba. Khi cuộc đua được dự đoán là cực kỳ xít xào, chuyên gia nhận định các lá phiếu bầu cho bà Jill Stein thuộc Đảng Xanh hay ứng viên độc lập Cornel West và Robert F. Kennedy Jr. (RFK) có khả năng ảnh hưởng đến bà Harris hoặc ông Trump. Diễn biến này gây lo ngại cho cả Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hòa. Với chiến thắng sát nút của ông Joe Biden trước ông Trump tại các bang chiến trường hồi năm 2020, mỗi phiếu bầu được chuyển sang ứng viên khác đều mang tính quyết định. Bà Stein và ông Kennedy là hai ứng viên nằm ngoài đảng chính có khả năng giành được nhiều phiếu bầu nhất. Hồi tháng 8, ông Kennedy tuyên bố rút khỏi cuộc đua và quay sang hậu thuẫn ông Trump, nhưng tòa án Michigan và Wisconsin phản báng tên ông sẽ vẫn nằm trên lá phiếu. Do đó, tại hai bang này, những cử tri không hài lòng về vai trò của ông Trump trong Đảng Cộng Hòa có thể thể hiện sự phản đối bằng cách bầu cho ông Kennedy. Riêng tại bang chiến trường Michigan, sự bất mãn trước lập trường của bà Harris trong xung đột giải Gaza khiến một số cử tri quay sang bà Stein, một người chỉ trích Israel. Trước đây, cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo có thiên hướng ưa thích Đảng Dân Chủ. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đang đi đến hồi kết gay cấn và không ứng cử viên nào có lợi thế rõ ràng. Nhưng cả Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều đã sẵn sàng tuyên bố chiến thắng. Cả hai chiến dịch đều tuyên bố họ có lý do chính đáng để giành chiến thắng. Hai ngày trước cuộc bầu cử, bà Harris và ông Trump vẫn đang giành nhau từng điểm số tại 7 bang chiến trường. Theo cuộc thăm dò cuối cùng của New York Times, Siena Collins, Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn trước một chút ở Nevada, Bắc Carolina và Wisconsin. Trong khi cựu Tổng thống Trump dẫn trước một chút ở Arizona, hai người đang trong cuộc đua xít xao tại Michigan, Georgia và Pennsylvania. Sức hấp dẫn ngày càng tăng của bà Stein đã mang lại những phản ứng trái ngược. Ông Trump nói tại buổi vận động tranh cử ở Philadelphia hồi đầu năm rằng rất thích bà Stein vì bà hút 100% số phiếu bầu của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ gần đây công bố loạt quảng cáo chạy trên nền tảng Instagram và YouTube nhằm ngăn cản cử tri bỏ phiếu cho bà Stein và ông West, một người cũng chỉ trích Israel. Các quảng cáo có cảnh ông Trump nói rất thích bà Stein và ca ngợi ông West. Ngoài ra, tổ chức ủng hộ Đảng Dân Chủ Move On cũng phát hành một chiến dịch quảng cáo trong tuần này nhắm tới những người chưa có lựa chọn hoặc tò mò về bên thứ ba. Một chuyên gia chia sẻ, không phải toàn bộ người Hồi giáo sẽ bỏ phiếu cho bên thứ ba, nhưng chỉ cần 1/3 làm vậy, Đảng Dân Chủ đã mất đi khoảng 50.000 phiếu bầu. Những người theo Đảng Dân Chủ đang cố gắng truyền tải thông điệp rằng bỏ phiếu cho ứng viên bên thứ ba đồng nghĩa với bỏ phiếu cho ông Trump. Song theo đánh giá lo ngại, lối suy nghĩ này sẽ khiến một số nhóm cử tri bị đổ lỗi nếu bà Harris thua cuộc.